năm 1959 là năm lịch sử đáng ghi nhớ đối với đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đầu phái đoàn chính phủ lên thăm Tây Bắc và tại bàn khóng xã Sập Vạt huyện Yên Châu, bác ân cần hỏi thăm sức khỏe của cán bộ và chiến sĩ nhân dân các dân tộc trong huyện. Đã 60 năm trôi qua, nhưng hình ảnh, những lời dặn dò và sự chỉ bảo ân cần của người mãi còn in đậm trong lòng đảng viên và nhân dân các dân tộc Yên Châu. Học tập và làm theo lời bác, nhân dân bản khóng, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, tích cực tuyên truyền chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị đến quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, bộ mặt làng quê bản khóng giờ đây bừng lên một sức sống mới, cuộc sống người dân thay đổi từng ngày. Để đẩy mạnh hơn nữa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Bản Khóng đã tổ chức thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép vào các cuộc họp bản, sinh hoạt chi bộ và các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ, đội văn nghệ. Trong công việc hàng ngày, các cán bộ, đảng viên thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhiều cán bộ đảng viên đã gương mẫu tận tụy vì dân được nhân dân ghi nhận tin tưởng, tăng thêm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Các công trình trong bản đều được đem ra bàn bạc công khai thẳng thắn trước nhân dân. Cùng với đó, việc thực hiện chỉ thị 05 CTTU được tri bộ gắn với thực hiện các phong trào của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình năm không sạch của tri hội phụ nữ. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Đặc biệt, chi hội nông dân bản đã tuyên truyền vận động hội viên thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Ông Quảng Văn Trình, bản khóng xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, là một trong những gương nông dân tiêu biểu của bản. Ông cho biết nhờ được cán bộ bản tuyên truyền phổ biến những việc làm theo bác mà ông đã mạnh dạn phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó đến nay, gia đình ông đã thoát nghèo và có đời sống ổn định. Thế thì qua học tập ở khắp các nơi, đi tham quan, rồi học hỏi kinh nghiệm, rồi là được tập huấn qua khuyến nông, rồi là học trên sách báo, đài, thì tôi mạnh dạn ra đầu tư, tức là vốn thì vay ngân hàng, mô hình của tôi này thì là dù do cái đất nó hẹp trước đây là cái ao nó không hiệu quả kinh tế cho nên là tôi chuyển từ cái ao là có hai hecta cả cả ao và kể cả, cả cái đất xung quanh để tôi trồng chủ yếu là cây xoài, cây nhãn và một số cây vải vải thiều ấy rồi là có một số là một lô là để cho ao để để lấy nước tưới và đồng thời nó cũng thả cá để tăng thêm thu nhập trừ cái chi phí đi thì mới chỉ thu được khoảng 50 triệu thôi. Không chỉ riêng hộ gia đình ông Trình mà giờ đây phong trào học tập và làm theo lời bác ở bản khóng đã trở thành phong trào sâu rộng với sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi người dân đều ý thức được việc cùng chung tay xây dựng bản phát triển về mọi mặt vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của chính mình. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm người dân nơi đây đã hết sức tích cực, đoàn kết, đóng góp gần 400 triệu đồng, hàng nghìn ngày công, hiến hàng trăm mét đất và cây cối các loại để bê tông tuyến đường nội bàn, dài 750 mét. Đảng, và nhà nước quan tâm đến nông thôn để xây dựng đường lối xây dựng nông thôn mà đấy là à, nhìn xuống xuống trâu, hết hàng đấy và hết hàng chạm xa tin xa đoan, ai, à, ai à, khó khoảng hoài tay mét vuông đó và là mình xì hạ có muộng mà là tắt xi mét, bà là khóc tình ngân tình thiên xóa lên. Hến bay ma, mấy ảnh hàng, chúng trao đồng bản đồng mương quan tâm và dân cùng hết. Thế là rất muộn, thế nên là đầy sang vãng trao đồng bản đồng mương và đầy công ơn đồng đảng có chủ trương đó. Thế xử có mang tính chất đoàn kết bản là rất chúng trao đồng bản đồng mương. Để châu hết lòng tiền, thôn mang nên nó không bệnh thành công, ta xóm nà ni mà mà là à, chạm xa đi mà ai mà thôi đau, ai có chỉ hả lá đó, tình ngân tình thiên cả đó. Bản khóng hôm nay như bừng lên một sức sống mới, người dân vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhân dân trong bản tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với hơn 14 hecta xoài, nhãn, chuối, phát triển đàn gia súc với hơn 800 con, trâu, bò, lợn, dê và đàn gia cầm hơn 2.000 con. Tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm từ 29% năm 2012 xuống còn 11,7% Năm 2018, tỷ lệ hộ khá giàu của bản năm 2018 đạt 15%. Ngoài ra, nhân dân trong bản cũng đẩy mạnh thi đua xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn vệ sinh chung, bản sạch, ngõ đẹp, nhà ngăn nắp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, duy trì danh hiệu bản không có ma túy nhiều năm liền. Từ một bản nghèo, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ đẩy mạnh và lan tỏa rộng khắp những việc làm theo bác một cách hiệu quả gắn với cuộc sống thường ngày của bà con đã góp phần hình thành một diện mạo mới cho bản khóng hôm nay. Để đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo bác đến quần chúng nhân dân. Chi bộ đã mạnh dạn triển khai những biện pháp như sau. Một là tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong bản, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hai là luôn bám sát chỉ thị nghị quyết của cấp trên, từ đó xây dựng kế hoạch nghị quyết để tổ chức thực hiện. Ba là về kinh tế mạnh dạng chuyển đổi cây trồng vượt nuôi với cây trồng thì phát triển trồng xoài, nhán chuối trên đất dốc mà trồng ngô kém hiệu quả về chăn nuôi ấy, thì trồng cỏ và chăn nuôi dại gia súc trâu bò góp phần ổn định kinh tế gia đình từng bước đi lên học bác từ việc làm cụ thể thiết thực nhân dân bản khóm xã sạp vạt huyện yên châu đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh